HB Shop, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một ban bệnh chia sẻ các bạn với các cái dòng máy đời cũ rất là phổ biến các bạn. Thì cái ban này nó như thế này đây các bạn ha. Mình đang test thử đây. Thì máy này khách đem lại á, thì báo trường hợp là chạy nó bị treo, nó đứng và mở nó không lên các bạn. Các bạn có thấy ban này chưa? Thì ban này mình nói sơ qua nó như thế này nè các bạn. Thì máy thì chúng ta khởi động lên bình thường nha. Và lúc mà nó chạy nóng máy lên, khi mà nó bị treo máy, nó cứng đơ, không hoạt động gì được hết, chuột không quay, chuột chúng ta xử lý không được, treo máy, đứng máy, và chúng ta tắt máy, mở liền lại á, thì nó không có kích lên, nó không hoạt động. Mà nếu mà chúng ta mở mà để máy một thời gian, tức là 15-20 phút các bạn ha, thì chúng ta bật lên lại thì nó chạy hoạt động lại ok, và nó tiếp tục nó bị treo tiếp. Chúng ta chạy một thời gian nó sẽ bị treo tiếp và nó cũng xảy ra tình trạng như thế, nó lặp đi lặp lại nha. Thì nguyên nhân đó là do hệ thống tản nhiệt của dòng máy laptop này nó không hoạt động, hoặc là nó hoạt động yếu các bạn ha. Đây thì đây là cái dòng Dell laptop Dell 6230 nha. Thì do cái fan làm mát của nó đây, nó đã chết các bạn. Đây là nguyên nhân. Và đây là cái pha làm mát của nó đây. Đó, nó như thế này đây. Thì nếu mà những dòng máy cũ bây giờ chúng ta lục lại hoặc là chúng ta đặt mua thì nó rất là lâu. Mà đa phần nói thật với các bạn, khách mang tới mình toàn là hối, mình hối lia lịa hết trơn. Sáng hối, chiều hối, tối hối. Mà đối với những dòng laptop như thế này á, các bạn phải kiểm tra và để trả test nha. Rất là phiền hà các bạn. Khách hối riết mà mình muốn quạo, không phải quạo gì, nhưng mà mình cũng muốn là làm với điều kiện tốt nhất cho máy hoạt động ổn định nhất, sau đó mình mới giao cho khách được. Còn nếu mà nó chạy nó ok rồi thì mình giao thì nó nói gì, nhưng mà mình cảm nhận là máy nó chưa hoạt động ok các bạn, cho nên mình phải test, mình phải thử ha. Nếu mà chạy ok hết thì mình mới giao được cho khách nha. Thì nguyên nhân nếu mà xảy ra trường hợp là cái fan làm mát con CPU này nó chết không hoạt động, hoặc là fan này bị yếu, thì máy của mình nó vẫn chạy bình thường và nó chạy một lúc, thì con CPU này nè, con CPU nó nằm dưới đây, nó nóng lên, nó sẽ đi ra cái bộ tản nhiệt này, thì cái quạt tản nhiệt này nó có nhiệm vụ là nó hút hơi nóng này, nó đẩy ra ngoài đây, nó đẩy ra đường ngoài đây các bạn nha. Nhưng mà quạt này hư thì hơi nóng nó cứ bùng ở trong đây, nó nóng, và khi tới một lúc nào đó nhiệt độ nó đạt, nó nóng, thì con CPU này nó tự động. Thì đó là hai trường hợp bệnh của cái bộ phận làm mát cho con CPU này nha các bạn. Đó. Thì đây là cái dòng máy Dell 6230. Thì đây là các bộ phận của nó đây các bạn. Vị trí này là quạt làm mát CPU. Ở đây là con CPU nó nằm ở phía dưới nè. Khe lắp RAM, pin CMOS nha. Cạc Wi-Fi, Bluetooth, ổ CD DVD. Đó, ổ SSD hoặc là HDD chúng ta gắn ở đây. Phía trên của nó là hai cái loa các bạn, hai cái loa để phát nhạc, nghe nhạc. Thì nó chỉ có vậy thôi. Những cái dòng máy nội địa Nhật á, thì nó có thêm cái dock để cắm cái dock rời. Cái dock rời thường là nó thêm pin các bạn, thêm pin lo lớn hơn ha, tức là hệ thống lo nó thêm pin, thêm lo hoặc là thêm ổ cứng, thì qua cái dock rời ở đây. Thì bây giờ sau khi mà mình độ chế cái quạt làm mát cho con CPU này xong, laptop này xong, thì mình để cho nó chạy test thử bằng cách là chúng ta nghe nhạc hay là xem hoạt hình hoặc là xem phim khoảng một vài tiếng mà nó không tắt, nó hoạt động trơn tru ok, thì lúc này chúng ta có thể giao máy cho khách nha. Rồi, HB Shop xin chào các bạn nha. Các bạn thấy kênh chia sẻ hay thì các bạn đăng ký like và chia sẻ để có mình có những cái clip hay hơn để cùng nhau học hỏi kiến thức cùng nhau nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.